Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ngọc Thanh Handmade. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chú gấu như thế này, đội mũ Noel. Tại vì Noel cũng sắp đến rồi, cho nên mình sẽ hướng dẫn ra những mẫu liên quan đến Noel nha. Hiện tại thì mình đã làm bé này màu be. Ngày hôm nay mình sẽ làm màu nâu đậm hơn. Đây nè, hai màu. Các bạn thích làm màu nào cũng được hết. Nhưng mà mình đã làm màu be rồi thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm màu nâu nha. Ở đây mình sử dụng len Mucoton. Kim móc đầu 2.5. Bây giờ mình bắt tay vào làm nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc phần đầu trước. Đầu tiên, mọi người tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 60 đơn. Công thức mình có ghi trên màn hình nhé bạn. 1 2 3 4 5 và 6. Sau đó gấp lại. Bạn dùng kim đánh dấu, các bạn đánh dấu vòng số 1. Qua vòng số 2, móc cho mình 6 mũi tăng. Mũi tăng là 2 mũi chung chân nha mấy bạn. Một tăng. Năm tăng và 6 tăng. Các bạn lại tiếp tục làm dấu cho mình. Hàng số 3, móc cho mình 1 đơn và 1 tăng, lặp lại 6 lần. Một lần. Hai lần. Ba lần. Bốn lần. Năm lần. Và 6 lần. Các bạn lại tiếp tục đánh dấu cho mình. Cái phần len dư này bạn có thể cắt đi, hoặc là để một tí mình nhồi bông cũng được. Hàng số 4, móc cho mình 2 đơn và 1 tăng, lặp lại 6 lần. Đã xong hàng số 4, ta lại tiếp tục làm dấu. Hàng số 5, móc cho mình 3 đơn và 1 tăng, lặp lại 6 lần.
Tiếp tục, hàng số 6, móc cho mình 4 mũi đơn và 1 mũi tăng, lặp lại 6 lần. Hàng số 7, móc cho mình 5 đơn và 1 tăng, lặp lại 6 lần. Hàng số 8, móc cho mình 6 mũi đơn và 1 mũi tăng, lặp lại 6 lần. 2 3 4 5 6 lặp lại đến đây cho mình. Chúng ta đã móc xong 8 hàng. Bây giờ qua hàng số 9. Từ hàng số 9 đến hàng số 18, các bạn móc cho mình không tăng không giảm 48 mũi đơn nha. 48 mũi ít. Thôi đến đây các bạn dùng len khác màu để làm dấu đi. Dùng len để cho nó dễ đánh dấu hơn. Tại một tí nếu mình móc lên đây nó khỏi bị cản á. 48 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi móc đủ 48 mũi đơn, móc cho mình lên 10 hàng nữa nha. 10 hàng là từ hàng số 9 đến hàng số 18 lên đến đây. Sau khi các bạn móc xong, hàng thứ 18 sẽ được như thế này. Các bạn tính nha, lúc nãy mình làm dấu ở hàng số 8 nè, sợi dây màu vàng nè. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18. Bây giờ chúng ta tiếp tục làm dấu nha. Hàng số 19, móc cho mình 6 mũi đơn và 1 mũi giảm, lặp lại 6 lần. 1 2 3 4 5 và 6. Bây giờ mũi giảm nè, mình sẽ hướng dẫn các bạn giảm mũi tên hình. Móc G ngoài. Hai cạnh. Ba mũi trên kim kéo qua. Còn hai mũi trên kim kéo qua là một mũi giảm. Mình sẽ làm lại cho các bạn xem bao lần nữa nha. 1 2 3 4
và 6 giảm. Rồi các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến hết hàng. Đã xong hàng 19. Hàng 20, móc cho mình 5 mũi đơn và 1 mũi giảm, lặp lại 6 lần. 1 2 3 4 5. Bắt đầu giảm. Năm đơn, một giảm, lặp lại cho đến hết dòng cho mình. Hàng số 21, móc cho mình 4 mũi đơn và 1 mũi giảm, lặp lại 6 lần. 1 2 3 4. Móc hết hàng cho mình. Hàng số 22, móc cho mình 3 mũi đơn và 1 mũi giảm, lặp lại 6 lần. 1 2 3 và 1 mũi giảm. Và hàng cuối cùng, hàng 23, móc cho mình 2 đơn, 1 giảm, lặp lại 6 lần. 1 2 Đây các bạn kết thúc hàng cho mình. Mình đã xong phần đầu. Bây giờ mình sẽ móc qua phần tay nha. Sẽ móc qua phần này, phần tay này. Phần tay tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 6 mũi đơn. Một, hai, ba, bốn, năm và sáu. Sau đó bút lại. Vòng số 2, móc cho mình 6 mũi tăng.
4. Tăng. 5. Tăng. 6. Tăng. Phần len dư này mình có thể cắt đi. Hàng số 3 và hàng số 4 móc cho mình 12 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Tiếp tục luôn nha, khoảng 12 mũi nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Sau đó các bạn một mũi chuột kết hàng. Rồi các bạn đã xong một cái phần tay này nè. Các bạn móc hai tay nha. Chừa cho mình một đoạn dây để một tí nữa mình khâu. Mọi người nhồi một ít bông vào bên trong phần đầu. Bạn nào mà dùng mắt dán hoặc là mắt mà không có còn mắt cài thì các bạn có thể nhồi đầy cái đầu của bé gấu luôn nha. Còn ở đây mình sử dụng là mắt có cài chốt, cho nên mình để một khoảng trống như thế này. Một tí nữa mình sẽ gắn cài chốt vào. Còn các bạn nào mà dùng mắt dán thì có thể nhồi hết bông vào phần đầu cho nó tròn luôn cũng được nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành khâu phần tai vào trước. Mọi người sẽ tính từ trên đỉnh đầu xuống nè. 1 2 3 4 và 5. Mình sẽ gắn chỗ này. Dùng kim định vị. Các bạn dùng kim định vị để định vị lại một tí nữa mình khâu cho cái tay nó khỏi bị chảy á. 1 1 2 3 4 5. Tại cái này mình chưa có nhồi bông đầy cho nên nó như vậy. Rồi bên đây nữa. Mình sẽ khâu vào. Mọi người cứ tiến hành khâu tay vào nha. Tương tự bên đây và bên đây. Và đây, đây là mình đã khâu xong phần tay. Và mắt là mình sử dụng chốt cài, nên mình cần thêm một cái phần cài. Đây, nên mình không có nhồi bông hết. Để một tí nữa mình còn cài cái mắt nè. Mình sẽ dùng cái mắt cài này. Nó sẽ không có bị rớt cái mắt ra, chốt mắt ra, an toàn cho các bé sử dụng. Còn bạn nào mà sử dụng mắt dán thì có thể sử dụng mắt dán nha.
thể nhồi bông đầy vào bên trong. Đầu mí gấu đã xong, tròn chỉnh rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu khâu ba phần mũi và miệng. Bạn sử dụng len màu đen. Ở đây mình sử dụng len cô tông Việt Nam. Bạn sẽ gấp cái phần đuôi lại cho nó khỏi bị tụt. Rồi, dùng kim khâu len. Bạn sẽ chừa bên đây 2, bên đây 2. Cứ móc như cứ khâu như vậy cho mình nha. Để ra phần mũi. Chúng ta đã khâu xong phần mũi và miệng. Phần còn dư này, cứ xỏ dấu ở bên trong. Mình sẽ tạm ngưng phần 1 ở đây nha mấy bạn. Phần 2, mình sẽ hướng dẫn các bạn móc thân, tay, chân và nón Noel nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi bài mới nhất của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem
video của mình. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.